nhận thấy tầm quan trọng của ngành điều dưỡng, năm 1993, Trường Đại học Y Hà Nội đã cho thành lập phòng quản lý và đào tạo cử nhân điều dưỡng, chính là tiền thân của khoa điều dưỡng hộ sinh sau này. Trải qua hơn 20 năm, nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy của các điều dưỡng viên khi họ cần hỗ trợ về đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu khoa học. Đó là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến của biết bao thế hệ người thầy, những người đã không quản khó khăn, đặt từng viên gạch, xây dựng nên những công trình vững chãi mang tên khoa điều dưỡng hộ sinh. Cùng nhìn lại chặng đường đã qua 20 năm xây dựng và phát triển. Bắt đầu từ năm 1985, khi khái niệm ngành điều dưỡng còn rất mới, Trường Đại học Y Hà Nội đã quyết định tổ chức đào tạo thí điểm cử nhân điều dưỡng liên thông từ điều dưỡng trung cấp. Đến năm 1995, trường được cho phép tuyển sinh điều dưỡng trình độ đại học chính quy. Trong giai đoạn này, phòng quản lý và đào tạo cử nhân điều dưỡng ra đời sau khi tách ra từ phòng quản lý và đào tạo với 11 thành viên. Năm 1993, Trường Đại học Y Hà Nội thành lập phòng quản lý đào tạo cử nhân điều dưỡng. Lúc mới thành lập là nơi làm việc trước họ thì mượn tạm là cái bộ phận sinh lý một phòng làm việc. Đấy, đặt ba cái bàn cho các thầy cô. Rồi về nhân lực thì lúc ấy là có 4 thầy cô. Thầy Ngô Tuấn Định, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Nam Định, kiêm nhiệm trưởng phòng, và có 2 phó phòng là cô Lê Thị Hà và tôi, cùng với cô Phượng, lúc ấy là mới tốt nghiệp của Trường Đại học Y Hà Nội về. Và dần dần về sau thì có bổ sung thêm như cô Dung, rồi là cô Hương A, cô Hương B, cô Hương C, rồi cô Minh và một số thầy cô khác nữa. Đến năm 2000, bộ môn điều dưỡng được thành lập. Bác sĩ Hoàng Gia được bổ nhiệm làm trưởng bộ môn và thạc sĩ bác sĩ Hoàng Công Chánh làm phó trưởng bộ môn. Điều này góp phần khẳng định vai trò to lớn của việc đào tạo ngành điều dưỡng đối với nền giáo dục y khoa. Giáo sư hiệu trưởng Tô Thị Bách điều về làm phó chủ nhiệm bộ môn điều dưỡng từ tháng 1 năm 2000. Sau đấy thì có quyết định thành lập bộ môn vào 18 tháng 1 năm 2000. Cho nên nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi lúc này là đào tạo nguồn nhân lực giảng viên điều dưỡng để tiến tới là điều dưỡng, giảng dạy điều dưỡng như hiện nay. Cho đến nay thì chúng tôi thấy là những cái mục tiêu về thành lập bộ môn điều dưỡng thì đã đạt được. Là giảng viên điều dưỡng quản lý và giảng dạy điều dưỡng, đặc biệt là chương trình của đào tạo dựa theo năng lực điều dưỡng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương hội nhập quốc tế, thì chúng tôi cùng đối tạo ưu tiên để xây dựng chương trình này và cuối cùng được Bộ Giáo dục Đào tạo phê chuẩn và hiện nay đang thực hiện. Cũng phải có một dự án gọi là đào tạo phương pháp giảng dạy theo gọi là IBL, cộng đồng Based Learning, dạy theo vấn đề. Và khoa chúng tôi, bộ môn chúng tôi đã hợp tác với đối tác lúc đấy là với Thái Lan, với Thụy Điển, và cũng triển khai ở bộ môn phương thức thành công. Và cũng nhờ dự án này dạy học theo vấn đề cộng đồng Based Learning, cho nên cũng đã áp dụng được vào lồng ghép vào chương trình giảng dạy đào tạo điều dưỡng trường trên năng lực có kết quả. Luôn nhạy bén với sự phát triển của nền y khoa trong nước và quốc tế, bộ môn đã có những thay đổi định hướng về đào tạo học viên, sinh viên. Vì thế, vào ngày 18 tháng 11 năm 2009, khoa điều dưỡng hộ sinh ra đời. Ban lãnh đạo gồm có ông Nguyễn Đức Hinh làm trưởng khoa, bà Vi Thị Nguyệt Hồ làm trưởng khoa danh dự, phó trưởng khoa do thạc sĩ bác sĩ Hoàng Công Chánh, thạc sĩ bác sĩ Vũ Minh Phượng, thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Hương đảm nhiệm. Có thể nói, giai đoạn từ năm 2009 đến nay là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của khoa kể từ khi thành lập. Tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng những thành tựu to lớn cho sự nghiệp chung.
Năm 2010, Trường Đại học Y Hà Nội được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam áp dụng tiếp cận chương trình tiên tiến đào tạo điều dưỡng theo chương trình của trường Đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ và chính thức tuyển sinh học viên, sinh viên đào tạo bằng tiếng Anh. Thành tựu của khoa điều dưỡng trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay rất ấn tượng. Thứ nhất là khoa cũng đã phát triển cái nguồn nhân lực, cán bộ giảng dạy của khoa vượt bậc. Từ chỉ có vài cán bộ, chủ yếu là các bác sĩ kiêm nhiệm và điều dưỡng thì rất ít. Hiện nay thì đa số các giảng viên trong khoa đều là có thể nói là có cái nền tảng đào tạo là điều dưỡng, tốt nghiệp là điều dưỡng. Sau đó thì tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ, và cái số học thạc sĩ, tiến sĩ phần lớn là học tại nước ngoài. Đây là một trong những khoa, những bộ môn của nhà trường mà có cái số lượng giảng viên mà học tập ở nước ngoài có lẽ là đông nhất. Đấy là tôi nghĩ là cái thành tựu lớn nhất. Cái thứ hai là khoa điều dưỡng cũng đã tăng được cái quy mô đào tạo của cử nhân điều dưỡng cũng như là các cái đối tượng đào tạo khác, và đáp ứng có thể nói là tốt các cái nhiệm vụ của nhà trường giao cho khoa điều dưỡng. Cái thứ ba là khoa điều dưỡng không ngừng đổi mới, là một trong những khoa, những bộ môn, những chuyên ngành của nhà trường tiên phong trong việc đổi mới chương trình đào tạo mà dựa trên năng lực. Có thể nói là một trong những ngành đào tạo của nhà trường có cái đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực sớm nhất và hiện nay vẫn còn đang tiếp tục. Ngoài ra thì khoa cũng đã mở được mã ngành đào tạo thạc sĩ, và cho đến nay thì sau 3 năm hoạt động thực hiện cái mở mã ngành này thì đã có rất nhiều học viên muốn học thạc sĩ tại khoa điều dưỡng đến từ khắp nơi trên đất nước, và cái số lượng rất là lớn, nhu cầu về học rất lớn và chất lượng cũng rất là tốt. Thì đây là một trong những cái bước ngoặt để đào tạo khoa điều dưỡng trong những năm vừa qua. Đây là chương trình đầu tiên và duy nhất trong khối ngành khoa học sức khỏe, là bước tiến đột phá cho sự phát triển của khoa. Đến năm 2017, khoa đã xây dựng thành công và được Bộ Y tế phê duyệt cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ điều dưỡng. Với cái chiều dài phát triển là cũng 20 năm, thì tôi nghĩ rằng là một trong những sự phát triển khá là mạnh về cái công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Từ năm 2017, chúng tôi đã được sự cho phép mở mã ngành đào tạo thạc sĩ điều dưỡng của Bộ Giáo dục Đào tạo, và tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái thành tựu như là cái dấu ấn lớn của khoa. Bởi vì là để mở được cái một cái chương trình đào tạo như vậy, chúng tôi không chỉ đơn giản là hôm nay muốn mở ngày mai sẽ mở được, mà chúng tôi sẽ phải chuẩn bị một cái lộ trình khá là dài. Đến cái thời điểm này thì chúng tôi đã có cái khóa thứ tư, và hầu hết cái phản hồi từ phía các anh chị em là đồng nghiệp cũng đã thực hiện được các cái nghiên cứu và thay đổi thực chất về cái chất lượng công việc cũng như là chất lượng chăm sóc của bệnh nhân tại bệnh phòng. Thì đấy cũng là một cái phần thưởng rất là lớn, cũng như là cái niềm tự hào của khoa chúng tôi khi mở một cái mã ngành thạc sĩ điều dưỡng trong năm 2017. Bên cạnh cái đào tạo sau đại học là thạc sĩ thì chúng tôi đã xây dựng xong đề án mở chuyên khoa ngoại dành cho điều dưỡng. Và trong tương lai thì với những cái sự phát triển tới của khoa, chúng tôi có thể hoàn thành và thực hiện tiếp cái nhiệm vụ đào tạo và nâng cao cái chất lượng về đội ngũ, đặc biệt là điều dưỡng viên tại các bệnh viện, để làm thế nào họ cung cấp được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế nói chung và sức khỏe nhân dân nói riêng một cách ngày càng có chất lượng hơn và đáp ứng được cái sự hài lòng của người bệnh. Năm 2020, khoa đã bầu ra ban chủ nhiệm mới để phù hợp với chương trình đổi mới, bao gồm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa điều dưỡng hộ sinh, tiến sĩ điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Anh, phó trưởng khoa phụ trách đào tạo sau đại học, tiến sĩ điều dưỡng Trương Quang Trung, phó trưởng khoa phụ trách đào tạo đại học và hợp tác quốc tế. Trong suốt quá trình đào tạo, khoa luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Thanh Nhàn và các trường đại học như Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh,
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Cao đẳng Y Hà Nội, Đại học Điều dưỡng Nam Định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng, tay nghề cho các học viên và sinh viên. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên trong khoa luôn tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng cải thiện phát triển cơ sở thực hành, đầu tư các trang thiết bị, vật tư y tế tại khoa. Với cơ cấu tổ chức đơn vị chặt chẽ, khoa điều dưỡng hộ sinh đã đào tạo thành công một nguồn lực cán bộ, nhân viên y tế lớn, có chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có những người hiện đang là lãnh đạo, cán bộ cấp cao của các hội, ban ngành, đoàn thể. Phải kể đến Thạc sĩ Phạm Đức Mục, tốt nghiệp khóa 3 chương trình đào tạo điều dưỡng hệ chính quy, hiện đang là Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. Tiến sĩ Trương Quang Trung, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đây là những cái tên tiêu biểu cho những khóa đào tạo từ năm 1995. Đặc biệt, gần 100% các học viên, sinh viên của tất cả các khóa sau khi tốt nghiệp đều có công việc theo đúng chuyên ngành và làm việc cả trong nước và quốc tế. Đây đều là những thành tựu nổi bật, rất đáng tự hào của khoa trong suốt những thập kỷ qua. Nghiên cứu khoa học được coi là hoạt động mũi nhọn của khoa điều dưỡng hộ sinh, khi mà đội ngũ giảng viên của khoa hầu hết là các thầy cô đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài. Hàng năm, có khoảng gần 20 bài báo của các thầy cô đã được xuất bản trong nước và quốc tế. Trong đó gồm có 16 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và 4 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI Scopus. Bên cạnh những thành tựu to lớn trong công tác đào tạo, các hoạt động trong công tác đảng và đoàn của khoa điều dưỡng hộ sinh cũng diễn ra rất mạnh mẽ. Với sức trẻ, sức khỏe và sự nhiệt huyết, các cán bộ giảng viên trong khoa đã tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào, hoạt động thi đua do nhà trường phát động. Sự nỗ lực, phấn đấu của cả một tập thể hùng mạnh trong nhiều thập kỷ qua đã được nhà nước ghi nhận và trao tặng những danh hiệu cao quý như bằng khen của Bộ Y tế, bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Những thành tựu trên một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của khoa điều dưỡng hộ sinh trong chương trình đào tạo học sinh sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Lấy phương châm luôn luôn phấn đấu vì sức khỏe con người, khoa đã và đang tiếp tục đổi mới định hướng, chương trình và phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, phòng cử nhân điều dưỡng Đại học Y Hà Nội ngày xưa đã trở thành khoa điều dưỡng, hộ sinh với đội ngũ giảng viên trẻ đầy nhiệt tình, sáng tạo, có chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về nghiên cứu khoa học, dám nghĩ, dám làm, là nơi đào tạo điều dưỡng có chất lượng cao đứng hàng đầu trong cả nước và được các bạn đồng nghiệp trên thế giới đón nhận. 20 năm, khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để cho thế hệ cán bộ, giảng viên của khoa khắc sâu những kỷ niệm, những bài học về nghề nhà giáo và nghề điều dưỡng, luôn vững tin và lựa chọn của mình. Chúng tôi thấy rằng rất là biết ơn tất cả các thầy cô, đặc biệt là lãnh đạo của nhà trường cũng như các thầy cô là những cái cựu giáo chức của chúng tôi cách đây 20 năm. Vì không có các thầy cô đấy, không có cái sự hỗ trợ lớn mạnh như vậy thì chắc chắn là khoa sẽ không có cái sự phát triển như ngày hôm nay. Em xin kính chúc các thầy các cô, kính chúc các quý vị đại biểu cũng như là các anh chị là đồng nghiệp chúng ta có một ngày thành lập khoa thực sự là thành công. Vâng, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bộ môn điều dưỡng hộ sinh, nay là khoa điều dưỡng hộ sinh của Trường Đại học Y Hà Nội, cũng là một trong những người mà tham gia trực tiếp giảng dạy tại bộ môn điều dưỡng trong những ngày đầu, những năm đầu thành lập, cũng như là vai trò từng là lãnh đạo của khoa điều dưỡng và hiện nay là lãnh đạo của nhà trường, thì tôi cũng rất là mong mỏi các thầy các cô, các thế hệ cựu sinh viên của khoa điều dưỡng và các em sinh viên tiếp tục góp sức mình để xây dựng khoa điều dưỡng hộ sinh
phát triển nhiều hơn, đúng như mong đợi của chúng ta, sẽ là một trường đào tạo điều dưỡng hộ sinh hoàn thiện với tất cả các chương trình đào tạo đại học dựa trên năng lực và các mã ngành đào tạo sau đại học đầy đủ. Thì chúng tôi mong muốn là như vậy và kính chúc tất cả các thầy cô, các thế hệ, các thầy cô lãnh đạo cũng như các thầy cô của khoa điều dưỡng nội sinh, trước đây là bộ môn điều dưỡng nội sinh, luôn có sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cống hiến để chúng ta cùng nhau xây dựng khoa điều dưỡng nội sinh phát triển hơn như là mong đợi của các thầy các cô, của các em sinh viên và của nhà trường, của xã hội. Xin cảm ơn.